Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thái Minh Châu và quý vị đang theo dõi chương trình Ký ức Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Chính thức ra mắt khán giả từ tháng 5 năm 2020. Đến nay, chương trình Ký ức Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát sóng được hơn 60 kỳ với sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân là một trong những khách mời ấy. Cuộc sống và sự nghiệp của chị trong hơn 60 năm qua gắn liền với những chuyển biến và phát triển của thành phố. Cô cảm thấy tuổi nhỏ của mình đã trải qua rất là bình yên ở Sài Gòn. Sài Gòn có Lăng Ông Bà Chiểu. Là cái nơi cô ở gần đó sinh ra và lớn lên. Sài Gòn có sở thú mà gọi giờ bây giờ là Thảo Cầm Viên. Cô rất thích, mỗi lần mà được ba má dẫn vô đi xem thú á, thì rất là thú vị. Đặc biệt ba cô là nghệ sĩ cải lương á, cho nên là thường được những cái ngày cuối tuần cái má hay dẫn đến rạp xem ba diễn. Rồi lâu lâu cái ba dẫn đi coi phim. Con biết là ở gần nhà bà Chiểu nó có một cái rạp hát là rạp Cao Đồng Hưng á. Trời ơi, cô là biết coi phim mà mê phim là từ đó luôn. Rồi rạp đó cũng là rạp cải lương, cũng là rạp hát kịch nói. Thành ra tuổi thơ của cô được gắn liền với văn nghệ là nhờ ba cô, nhờ má cô. Cô thú vị về cái thời thiếu niên của mình lắm. Đó là cái thuở thơ ngây, vô lo vô nghĩ. Cái lúc mà mình bắt đầu lớn rồi, bắt đầu mộng mơ rồi thì Sài Gòn trong cô thay đổi thế nào ạ? 19 tuổi là kể như là sinh viên năm thứ nhất đó. Thì lúc đó là tụi cô tham gia văn nghệ quần chúng. Rồi xong cái không hiểu sao cô được quận Bình Thạnh cử đi học kịch nói. Đây là cái bước ngoặt mà cô nói là trong cuộc đời rất là khó quên. Tự vì cái lớp dạy kịch nói này là do những thầy là gọi là bậc tiền bối á, như thầy Căn Trường, thầy Quỳnh Nga nè, rồi thầy Minh Trị, thầy Minh Quân, rồi có cả anh Trương Quốc Khánh là tác giả của bài Tự Nguyện nữa, rồi thầy Văn Thành. Là những cái vị này là những người dạy về cái lớp kịch nói đó. Rồi sau đó có mấy ông này mới dụ luôn tụi cô trong cái lớp đó thi vô đoàn cửu Long Giang, mà bây giờ gọi là đoàn kịch thành phố. Và lúc học thầy thì mình mới nghe nói là sân khấu là thánh đường, hãy bước vào đó với một đôi chân sạch. Lúc đó cô vẫn chưa hiểu hết câu đó đâu nha. Thì cô dẫn một cái màu hồng, tức là cô nói tôi sẽ đi theo con đường sân khấu, tôi sẽ bước vào sân khấu. Và tôi nguyện là cuộc đời tụi tôi tất cả mọi thứ đều được đặt nằm dưới chữ sân khấu. Cái cô đi theo cái nghề này rồi nó cũng có những thay đổi. Nó có khoảng 20 mấy cái rạp, có 10 mấy cái đoàn cải lương và 3 đoàn kịch nói, Bông Hồng, Kim Cương, đoàn kịch thành phố. Nhưng không một đoàn nào mà nghỉ đêm nào, liên tục sáng đèn. Thậm chí có những cái thời điểm có những cái vở đắt khách đến mức mà người ta xếp hàng dài để người ta chờ mua vé. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ươm mầm và chấp cánh cho nhiều tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, không thể không nhắc đến Lý Hùng. Anh là một người con của Thành phố Hồ Chí Minh và là ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Việt Nam thập niên 90. Câu chuyện mà anh chia sẻ trong Ký ức Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gợi lại cho khán giả về một giai đoạn sôi động nhưng cũng lắm thăng trầm của điện ảnh thành phố. Anh hồi nhỏ anh không thích theo điện ảnh đâu. Anh không thích theo điện ảnh với nghệ thuật đâu, mà anh lại thích thưởng đài. Ngày nào cũng tập, cũng đấm, cũng đá, cũng được mấy chú dạy. Cứ dần dần thời gian nó trôi qua. Mà cứ học riết mà tới lớn luôn. Anh trở thành huấn luyện viên luôn. Yeah. Thì mẹ có nói, con ơi, không được đâu. Đánh đài đó, con lên, con đánh hay cỡ nào hay. Con đánh trúng người ta 3 cái. Người ta cũng đánh trúng lại mình 1-2 cái. Yeah. Tại mẹ chứng kiến rồi. Ba là người lên đài đánh mà. Về nhà có thể là sưng mắt, chấn thương rất là nhiều. Thì mẹ cũng lo lắng lắm. Rồi thì sau này cũng cái cơ duyên thì cũng may mắn là khi mà được đi chơi với ba đó, cái bước vào con đường điện ảnh. Mà thời đó em biết quay bộ phim nhựa mà chiếu ở rạp á, là quay gần 6 tháng trời. Lúc mà quay Sài Gòn á, có những lúc mà không học anh quay. Còn mùa hè là 3 tháng mùa hè của anh là lên Long Thành, tại mà trẻ em mồ côi á, là ba mẹ cuối tuần phải lên thăm anh á. Mà vui lắm, thích lắm, hừng nít mà. Từ đó mà anh mới bước chân vào nghệ thuật. Nói về chạy show cũng nhiều cái kỷ niệm nó vui lắm. Mình con nít mình mới lớn mà mình lại nổi tiếng mà có quản lý đâu. Yeah. Mà toàn bộ hãng phim là trên đầu ngón tay. Thì gia đình anh cũng là hãng phim.
thôi bây giờ hai bên thống nhất nhau, hôm nay anh quay Lý Hùng thì tôi nghỉ, tới ngày mai tôi quay, hoặc thậm chí là hôm nay anh quay Lý Hùng buổi sáng thì chiều tối tôi quay Lý Hùng đó, thì cứ nhường qua nhường lại. Lý Hùng nhớ có cái này rất là vui, đang quay ở đây thì cái đầu phim bên kia đứng ngoài đường đợi, đứng ngoài đường đón đi chạy qua bên kia, mà biết đón bằng xe gì không, xe Honda. Thập niên 90, Lý Hùng nhớ ở rạp Capitol là của Cao Thắng nha, Thăng Long mình á, rồi rạp ở Trần Hưng Đạo, rồi nhiều rạp chiếu phim á, là một ngày từ tối đến sáng là suất nào cũng hết vé. Dạ. Không có máy lạnh, không điều hòa, không gì hết. Trong rạp ngày xưa chắc không có nước ngọt hay bắp rang đâu hả? Hồi xưa mình chỉ có là cốc ổi với ghim. Dạ. Ổi với ghim ăn xong rồi nha, bẹp 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 băng á. Mà không những của thành phố Hồ Chí Minh mình đâu, mà hầu như cả nước coi. Dạ. Lúc đó có một số nhà làm phim, họ thấy sao lời quá, thì tại sao mình không làm, mà làm một cách gọn nhẹ, một cách đơn giản, một cách lời nhiều hơn. Họ thâu tiếng trực tiếp tại phòng thâu, cứ nhép miệng, em hiểu không? Giống như kịch trường á, kịch chỉ mà ra diễn rồi té lên té xuống, rồi làm hài đủ trò, cũng đăng ký trên rạp chiếu. Người ta đầu tư 3 tháng đến 6 tháng một phim. Ở đây quay chừng, anh nhớ ông làm chừng 10 ngày, cái bên truyền thông báo chí họ mới ghi lên mì ăn liền. Chính vì chỗ đó, điện ảnh Việt Nam nhớ không lầm là năm 90 mấy xuống luôn. Anh cũng nhờ chán. Dạ. Anh cũng không tham gia. Sau đó cũng khá là lâu thì anh mới quay trở lại với bộ phim Đô La Trắng đúng không? Anh nhớ không lầm như là 2005 hay 2006 gì đó phim đó. Khán giả rất thích. Đó thì nói đi nói lại, chúng ta cứ cố gắng làm, chúng ta cứ tập trung đầu tư vào, chúng ta hết lòng vì cái sản phẩm mình làm, thì chắc chắn là không bao giờ ai phụ lòng mình. Cùng với Lý Hùng, rất nhiều nghệ sĩ cùng thời với anh cũng đã có được sự nghiệp rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thành công đến dễ dàng với tất cả mọi người. Nhiều nghệ sĩ cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ và thử thách để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cũng là một trường hợp như vậy. Khi đêm mà giảng hát, cái xả stress của Tiểu Bảo Quốc là mình xách chiếc xe, mình chở con, mình đi vòng vòng các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, cảm nhận được cái không khí trong lành, cái không khí yên tĩnh của đất thành phố mình, và tìm những cái món ngon vật lạ mà phải rẻ tiền mới ăn. Ăn không được ngon, nhưng mà thích vậy, có niềm đam mê. Dạ. Là ngắm cảnh vật, đi tìm đồ ăn uống. Lúc đó đường phà xá thì nó còn vắng vẻ lắm. Nhà của chú thì ở trong cái hẻm bàn cờ. Lúc đó còn hẻm đất, sau này mới được là lót xi măng. Dạ. Rồi mỗi góc ngã tư như vậy mới có được ngọn đèn vàng. Dạ. Chứ trong hẻm cũng chưa có đèn đâu. Tuổi trẻ đâu có việc gì làm. Với hơn nữa lúc đó đồ ăn cũng hiếm nữa, cũng không có nữa. Đi hái trái cây trộm, rồi đi bắt dế, đi hái mấy trái điệp ở mấy con đường như Nguyễn Văn Cừ của mình bây giờ, trường học Lê Hồng Phong. Rồi anh em về chia nhau. Dạ. Rồi nướng lên, rang lên, rồi anh em ngồi đó mà ăn. Lúc đó đời sống hơi khó khăn, cho nên cứ gia đình mà bè bạn anh em nào mà có đám giỗ á. Dạ. Thấy nhà người ta đám giỗ đã đứng ngồi ngoài canh, canh coi nhà mày ăn gì mày bới tô ra, rồi anh em mới múc ra ăn chung. Hồi đó không có tiền mà ăn giặt đâu. Tại nhờ vậy mới kỷ niệm gắn bó, anh em có gì đồ ăn chia sẻ nhau, rồi đi chơi cũng vậy. Mà đó muốn ra Sài Gòn á là phải đi bộ không à. Nhiều khi đó bụng đâu có gì đâu ăn, rồi mới canh mấy cái đạp chiếu phim. Mấy đập chiếu phim người ta ra, người ta vô với người ta có bán đồ ăn, nhiều người rớt á. Lụm mấy đó đi rửa ăn, chứ hồi xưa không có thức ăn phong phú vậy đâu. Lâu lâu cúng bàn thờ ông địa có trái xoài gì á, là gia đình phải chia nhau mà ăn. Mà anh thích nhất ăn cái hộp xoài. Tại hộp xoài cạp nó lâu, cạp chừng nào cái hộp nó không còn cái gì nữa hết, lúc đó mới chịu dục. Ta đã nói về kỷ niệm ở thành phố Hồ Chí Minh của mình, là những người mà lứa tuổi như chú dạt vào kỷ niệm, nhớ dữ lắm. Thì thành phố mình càng ngày càng phát triển, thì mình là người dân thành phố mình cũng mừng. Cho nên chú cứ giảng hát xong xuôi đó là cứ đi ngắm thành phố ban đêm để nhớ lại những cái kỷ niệm hồi ức của mình. Coi như là thành phố Hồ Chí Minh mãi trong lòng của Tiểu Quốc. Là một người con của thành phố và được sinh ra vào thời điểm đặc biệt năm 1975, ca sĩ Nguyên Vũ đã mang đến cho chương trình Ký ức Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh những câu chuyện rất thú vị về tuổi thơ của anh sau ngày đất nước thống nhất. Từ nhỏ cho đến những cái năm 80 thì Vũ đã trải qua rất nhiều trong cái thời gian mà thành phố của chúng ta chuyển mình. Lương thực, thực phẩm khó khăn rất là nhiều. Nguyên Vũ còn nhớ hoài cục xà bông mà nó không phải là xà bông thơm như bây giờ đâu. Nó là những cái cây xà bông gọi là xà bông đá đó. Nó dài như vậy nè, xài tới đâu cắt tới đó, xài tới đâu cắt tới đó. Và có một cái điều mà tuổi thơ của Vũ không bao giờ quên được thưa quý vị, đó là chí.
làm gì có dầu, dầu gội đầu mà để mà chỉ trí như mày, chải cái quyển tập ra xong rồi cầm cái lược chải cái chải vậy nè, rất đợp đợp đợp, tôi biết bắt 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 như là rồi. Thưa quý vị, đó là cái những năm mà Nguyên Vũ tin chắc rằng là ai sống ở thành phố Hồ Chí Minh này đều trải qua những năm đầy khó khăn đó. Và đến khi mà thành phố của chúng ta chuyển mình được mọi thứ nó mở hơn thì thực sự là nói là Vũ rất may mắn khi là người con của đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh này. Cùng thế hệ 7X với ca sĩ Nguyên Vũ, nghệ sĩ Đinh Toan cũng đã chia sẻ những kỷ niệm của anh về thành phố Hồ Chí Minh với góc nhìn tươi sáng, trong trẻo và lãng mạn như những cơn mưa đầu mùa. Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa. Nhớ em bao nhiêu cho vừa. Em ơi, em ơi. Rồi. Thật ra với Toàn á, Sài Gòn đó là những ngày còn nhỏ, mình cùng với rất nhiều những bạn bè ở trong xóm chạy tắm mưa và đứng dưới cái máng suối, nó có cái ống xuống như này thì khi mọi mưa lớn cứ đổ và mình đứng ở dưới đó và cái cảm giác nước nó dội từ ở trên đầu xuống nó văng văng ra và mình rất thích leo lên mái nhà. Tức là mình leo lên để nhìn nước nó chảy xuống mấy cái mái tôn rồi những cái thì mình thấy rất rất là đẹp. Anh Đình Toàn được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh trong một giai đoạn rất là đặc biệt là năm 1976 đúng không ạ? Thì lúc mà đất nước mình vừa thống nhất thì không biết là thành phố của mình khi đó nó như thế nào ạ? Mẹ Toàn luôn nói là Toàn là đứa thiệt thòi nhất, sinh ở cái thời điểm đó thì mọi thứ đều khó khăn. Dạ. Toàn nhớ là lúc đó ở nhà mua nhiều khoai mì về và phải ngâm trong một cái thau lớn vậy nè. Gạo lúc đó cũng khá là vất vả để mình có được, nhưng mà gạo nó có nhiều con mọt, nó có nhiều con mọt nhỏ nhỏ hoặc là nó có nhiều cái bông cỏ. Đó là cái mà bây giờ khi mình nấu cơm gạo mình không thấy nữa. Thế là mình phải vo xong cái đổ nước vô cái bông cỏ nó nổi lên, cái xong mình phải gạn nó đi. Khi mình gạn tới một mức nào không gạn được thì có khi mình lấy tay bóc hoặc có lấy cái chân nhang á chấm vô chấm để lấy cái bông cỏ đó ra. Rồi mỗi sáng chủ nhật đứng trước cái xe Vespa của ba anh anh đủ nhỏ để anh đứng trước cái chỗ đó và ba anh chở anh đi vòng vòng Sài Gòn mỗi sáng chủ nhật đi ăn sáng. Đi ăn sáng xong rồi mình sẽ đi ra ngã sáu Phù Đổng, mà ở đó là bán chó nè, bán chim nè, hai cha con sẽ cùng đi coi những con chó con chim, rồi sẽ đi tới cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp, mình hay quen gọi là Thương Xá Tắc. Ở đó sẽ bán rất nhiều đồ chơi cho trẻ con và anh Toàn sẽ được mua một món đồ chơi. Có vẻ như là thời đó là gia đình của mình cũng khá đúng không anh, nên là mình cũng được một trẻ em được cưng chiều hơn những trẻ em đồng trang lứa. Đất nước mới giải phóng thì tất cả mọi người đều khó khăn với nhau. Nhưng mà tới những năm 80 mấy thì lúc đó gia đình anh cũng ổn hơn, không phải chạy ăn từng bữa. Tại vì nhà anh vẫn buôn bán, ba anh vẫn đi làm công sở. Vậy là các ba và mẹ đều không theo nghệ thuật? Nhà anh không ai theo nghệ thuật cả. Vậy thì lý do gì mà anh lại đi theo nghệ thuật ạ? Cơ duyên, mình gọi là cái cơ duyên để mình đến với nghệ thuật rất là tình cờ. Đó là khi anh học ở trường thì ở trường mới phát động phong trào, mỗi lớp có một bạn đi lên nhà thiếu nhi để đăng ký vào những cái lớp kỹ năng múa rối rồi nghi thức đồ này đó. Thì lớp đó sẽ được cộng 2 điểm thi đua. Thì anh Toàn cùng với 7 bạn nữa đi lên cái nhà thiếu nhi. Thì anh Huỳnh Anh Tuấn đó là giám đốc Múa Rối Nụ Cười, bây giờ là sân khấu kịch ICAP. Anh mở cửa ra thì anh lấy thằng này ở lại, 1, 2, 4, 5, 6, 7 đứa này đi về. Thì không biết sao anh lại được chọn vào. Và sau đó anh hỏi thì anh mới là vì anh giống một cái anh thành viên cũ của cái đội rối đó. Thì anh chỉ đi làm để lớp anh được 2 điểm thi đua thôi. Và thậm chí cho tới khi anh lên đại học, lúc đó nhà anh có người làm du lịch, có chị anh làm du lịch, cho nên anh quyết định anh học du lịch. Khi anh tốt nghiệp đại học du lịch, anh về anh đi làm cho một cái công ty du lịch. Cho tới một ngày nọ thì anh dẫn tour, anh nhớ là đi Tây Ninh. Thì đi về tới đây là 7 giờ 15 thì 8 giờ diễn. Thì đó là đi qua sân khấu đi diễn thì mình cảm thấy rất là mệt, bởi vì mình phải đi từ sáng sớm rồi trả khách, trả xe các loại tùm lum. Thì sau đó anh quyết định là bây giờ thì mình phải chọn lựa một việc, thôi mình sẽ làm một diễn viên. Lúc đó anh mới quay lại trường sân khấu để anh học. Anh muốn học diễn viên, nhưng rồi cái tuổi của mình, bởi vì mình đã mất 5 năm đại học rồi thêm 2 năm nữa thì nó quá tuổi để học diễn viên,
cho nên là anh học đạo diễn sân khấu. Và sau đó thì anh tốt nghiệp đạo diễn sân khấu. Và cho tới bây giờ thì anh vẫn thấy rằng có thể đó là một cái cơ duyên rất may mắn. Khi mình được học đạo diễn thì mình có thể làm được nhiều việc hơn. Mình có một cái nhìn nó rộng hơn cái công việc diễn viên.